Anh bị ảo giác. Anh gặp ác mộng. Mở mắt ra, anh tưởng em là cái người đang muốn giết anh, cho nên anh có biết là anh sắp giết chết em luôn không? Anh xin lỗi em. Thực sự là anh căng thẳng quá cho nên mới gặp ác mộng như vậy. Em thông cảm cho anh nha. Mình ngủ đi em. Thôi mình ngủ đi em. Sẽ không để cho mày yên. Mày phải trả giá cho những gì mà mày đã gây ra. Mày muốn làm gì thì làm đi. Tao đợi mày. Đi ra. Trả mạng cho tao. Đi ra đi. Để cho tôi yên. Đi ra. Trả mạng cho tao. Đi ra. Không. Trả mạng cho tao. Đi ra đi. Ngày còn nhỏ, vì bị bạn bè trêu chọc là thằng mồ côi, hắn ta đã đánh chết bạn của mình. Sau việc đó, vì quá sợ hãi, hắn ta sốt ly bì và liệt luôn cánh tay bên phải. Nhờ châm cứu mà hắn mới lành. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thần kinh bị kích động thì hắn sẽ bị lại. Chính hắn đã gài bẫy, làm cho anh Kim chết tại chỗ. Còn tôi thì bị thương nặng. Không lẽ đó là sự thật sao? Tránh xa tôi ra hết đi. Hãy để cho tôi được đi. Anh à, em thấy anh mệt mỏi quá. Hay là anh nghỉ ngơi đi đâu đó cho khuây khỏa đi anh. Em bị điên hả? Công việc cả đống làm không hết. Nghĩ cái gì mà nghĩ. Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Anh không sao đâu. Em nói thiệt đó. Giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Chứ tinh thần của anh như vậy thì làm sao mà làm việc được. Rồi chẩn đoán bệnh không chính xác, làm sao làm việc hiệu quả được. Anh nghe em, nghỉ ngơi đi anh. Anh không sao thiệt mà. Anh ổn. Anh có thể tiếp tục được. Mình làm việc cả đời lận, nghỉ ngơi vài ngày có sao đâu anh. Sao trăng cái gì mà sao trăng. Đừng có học đòi theo đám nhân viên đó. Lười biếng vô cái luôn. Thank you.
Bình, Bình, bệnh nhân này tên gì? Dạ, bệnh nhân tên tên Dũng, Nguyễn Minh Dũng. Bác sĩ có sao không vậy? Không sao đâu. Mình bắt đầu đi. Dạ. Bác sĩ Minh, bác sĩ Minh, có sao không anh? Trụ sở, tiếp tục đi. Dạ. Anh Minh. Anh Minh, anh bị gì vậy? Anh Minh, có cần ra nghỉ không? Anh làm được không? Dạ. Làm đi. Dạ. Chuẩn bị. Chỉ còn cách đối diện với sợ hãi thì mình mới gạt bỏ được sợ hãi. Tôi sẽ không sợ hãi nữa. Cô cần phải rời khỏi cuộc đời của tôi. Cô phải bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi không cho phép cô ở trong cuộc đời của tôi. Bác sĩ, là tôi. Bác sĩ bị gì vậy? Tôi xin lỗi, tôi nhầm người. Tôi còn sao hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ấy dạo này cứ cáu gắt vô cớ. Liệu những lời Tuyết nói có liên quan gì tới những hành động bất thường này? Không được, mình phải qua hỏi ảnh coi thế nào. Em có từ khi nào vậy? Sao không nói cho anh biết? Có cái gì? Anh đang nói gì vậy? Em đừng có nói là em không biết mình đang có thai nghe. Em có thai thiệt hả? Trời ơi, em là bác sĩ kiểu gì vậy? Đến cả bản thân mình có thai mà còn không biết nữa hay sao? Cảm ơn em. Từ nay gia đình mình sắp có thành viên mới. Vợ chồng mình sẽ sống vì con em à, đúng không? Thôi, em nghỉ ngơi đi. Anh ta không có vẻ gì là vui mừng khi nghe tin mình sắp lên chức làm cha. Như vậy, những lời Tuyết nói là anh ta chẳng cần người thân mà chỉ cần địa vị danh vọng. Điều đó là thật sao? Ngay cả mình cũng chỉ là con cờ của anh ta sao? Nếu anh ta đúng như lời y tá Tuyết tố cáo thì quả thật đáng sợ. Con ơi, sao con lại đến với mẹ vào lúc này chứ? Tại sao con lại đến vào lúc này hả con? Trời ơi, mỗi liên tục mấy tiếng đồng hồ á, đưa hết cả người luôn. Tôi cũng thấy vậy á. À, sắp hết ca trực rồi đó, anh có muốn uống vài ly không? Trời đất ơi, về mệt lắm rồi. Ăn cơm xong rồi về ngủ luôn chứ ăn nhậu gì nữa trời. Tôi cũng thấy mệt nữa. Trời ơi, làm chung với bác sĩ Minh tôi thấy căng thẳng luôn á. Dạo này tôi thấy ổng kỳ kỳ sao ta? Tự nhiên làm gì cũng bất bình tĩnh, nên không kiểm soát được tình hình, cũng không kiểm soát được thái độ là sao ta? Tôi cũng thấy vậy á.
Trong phòng mổ tôi thấy bực mình với ổng luôn á. Làm việc mà không có tuân thủ quy tắc gì hết. Vô phòng mổ mà ổng còn mang theo điện thoại nữa chứ. Lúc mổ ổng thiếu tập trung, mất bình tĩnh. Nè, bữa nào mà làm chết người đi nha, người ta kiện đi đâu biết. Mà thiệt, dạo gần đây sắc mặt ổng bất thường lắm. Kiểu tái tái sợ sợ cái gì đó, kiểu giống như gặp ma vậy á. Ma ổng sợ ổng thì thôi, ổng mà sợ gì ai. Thì đó. Trời, cái mặt người gì mà tính tình lạnh như băng. Ổng mà sợ ai? Ông sợ vợ của ổng đó. Sợ vợ hả? Ừ. Nhún nhường đó. Nhún xuống một chút để giữ cái ghế giám đốc của ổng thôi. Theo cái tình hình này kéo dài á, kiểu gì ông cũng sẽ mắc sai lầm trong phẫu thuật á. Tới lúc đó không biết có yên vị mãi trên cái ghế giám đốc này được hay không á. Ờ, sai một ly đi một dặm, bác sĩ phẫu thuật mà rung tay á thì sự nghiệp cũng đi tông luôn. Đó, không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện khác cho mà coi. Thôi thôi thôi, đừng nổi nữa, đi hải đồ kiếm gì ăn đi. Ờ, đi. Mày sẽ không yên ổn với tao đâu. Cô muốn cái gì? Cô đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Mày không có quyền cấm tao. Chừng nào mà một kẻ sát nhân thủ đoạn như mày á phải trả giá thì tao mới hài lòng, mày hiểu chưa? Cô tưởng là cô hù dọa tôi sẽ sợ à? Tao không có hù dọa đâu. Mày cứ chờ coi, tao sẽ làm cho mày mất hết tất cả, trở thành một kẻ lang thang, sống cũng không bằng chết. Mày biết chưa, thằng khốn! Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh? Em ngồi xuống đi. Không sao đâu. Có nhiều chuyện làm phiền anh bực mình quá. Chuyện gì thì anh cũng phải từ từ mà giải quyết, anh đừng có nổi nóng như vậy. Anh biết rồi. Để em nhờ y tá lên sắp xếp lại hồ sơ cho anh nha. Em cứ để đó để tự anh lo. Sao em không nằm nghỉ ngơi chút đi? Em phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi, rồi phải nghĩ tới con nữa. Em không sao đâu. Em nằm một chỗ hoài cũng chán, cho nên muốn rủ anh đi dạo một chút. Nhưng chắc là để khi khác vậy. Anh xin lỗi nha. Em thấy anh hình như có chuyện gì đang giấu em thì phải. Những chuyện này em đừng quan tâm, anh tự giải quyết được mà. Tại vì mấy hôm nay có mấy ca mổ khó quá, cho nên anh mới như vậy thôi. Vậy anh cứ về nghỉ ngơi đi, chứ anh đừng có để mất kiểm soát như vậy nữa. Em lo lắng cho anh lắm. Anh hiểu rồi. Anh sẽ không bao giờ để cho em thấy anh trong bộ dạng này nữa đâu. Em đang mang thai đó, đừng có suy nghĩ nhiều. Vậy anh cũng đừng làm cho em phải suy nghĩ nhiều nha. Em phải vui vẻ để mà sanh cho anh một đứa con thật bụ bẩm, nghe chưa? Ừ, nếu mà công việc áp lực quá thì anh nghỉ ngơi vài ngày nha. Anh nghĩ tránh ra. Anh làm cái gì vậy? Anh xin lỗi, anh không sao đâu. Sao anh lại uống rượu nữa rồi? Em vô phòng ngủ trước đây. Anh có mệt á thì nằm ở sofa ngủ cũng được. Chứ anh đang mùi rượu như vậy mà vô ngủ, xong rồi lại ảnh hưởng tới con nữa.
làm gì vậy? Sao ông ra ngoài sofa ngủ đi. Tại sao bác anh ngủ ngoài sofa? Anh có vợ yêu mà, anh phải ngủ vợ yêu của anh chứ. Anh sao vậy Lan à? Em có yêu anh không? Làm cái gì vậy? Anh bị ma nhập rồi hả? Anh xin lỗi. Đi, anh ra phòng khách ngủ. Dạo này em thấy anh rất là lạ. Có phải anh làm chuyện gì ác cho nên mới bị quả báo không? Anh cảnh cáo em, không được nói với anh như vậy nghe chưa? Nha. Sao anh dám làm vậy với em hả? Anh đừng quên, anh có được ngày hôm nay là nhờ đâu? Cơ ngơi này, địa vị này ở đâu mà ra? Vậy mà anh dám đối xử với em như vậy hả? Anh đừng quên, trên giấy tờ em vẫn là người quyết định mọi thứ. Nếu anh còn đối xử với em như vậy thì em sẽ lấy lại hết tất cả. Anh xin lỗi, anh không cố ý đối xử tệ với em như vậy đâu. Tại vì anh bị áp lực công việc quá cho nên anh mới có những hành động như vậy với em. Anh xin lỗi em. Em tha lỗi cho anh nha. Anh cần phải được nghỉ ngơi một thời gian. Anh đi khám bác sĩ tâm lý không? Không không, anh ổn mà, anh sẽ ổn. Em đi ngủ đi nha. Anh ra sofa nằm. Em đi ngủ đi. Ngủ đi em. Em ngủ đi. Anh không làm ảnh hưởng tới em và con đâu. Em thấy dạo này chị hơi xanh xao á. Chị thấy sức khỏe như thế nào? Chị không sao đâu. Cơm luôn nghe. Con nghe mùi cá được. Rồi dì Năm dẹp liền, dì Năm hiểu rồi. Con có bầu phải không? Trời ơi vui quá. Ông chủ ở dưới suối vàng mà ông chủ biết là ông chủ vui lắm đó. Chị ngồi ăn chung với em cho vui. Lâu lâu chị mới ghé nhà mà. Chị không ăn đâu. Chị giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc nhiều, không tốt cho thai nhi đâu. Mà chị thèm ăn gì á, chị đừng có mua ở ngoài, cứ nói dì Năm để dì nấu cho ăn. Có chuyện gì không được vui đó. Chắc là chị ấy bầu bì nên cơ địa thay đổi, thấy khó chịu trong người thôi mà gì. Không phải đâu, tôi nghĩ là chắc cô có chuyện gì buồn dữ lắm đó. Hay là hai vợ chồng cô cãi nhau ta? Chắc có chuyện gì mà mặt mày lạnh tanh à, không có cười một miếng luôn. Mà người ta nói á, mang bầu bì như vậy đó là phải cười nhiều nè,
rồi mới mốt sinh con mới vui vẻ khỏe mạnh được. Dạ. Dạ. Sao hôm nay con đi có một mình vậy? Dạ, anh Minh anh bận nhiều công việc quá mẹ, cho nên anh chưa sắp xếp được để về. Ừ, cuối tuần hai đứa con rảnh không? Qua ăn cơm với mẹ. Dạ, để con nói lại với anh Minh coi sao. Nè, sao mẹ thấy con lúc này ốm quá vậy? Con cũng không hiểu sao dạo này con ăn uống kém lắm. Nghe mùi đồ ăn là con thấy khó chịu, cho nên con không ăn uống được gì hết. Ừ, con có đi kiểm tra chưa? Có phải con có thai rồi phải không? Vậy là tốt quá. Mẹ mong có cháu lắm đó con. Thai được mấy tháng rồi con? Dạ, hơn một tháng rồi mẹ. Ừ. Con nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không cần phải làm gì hết. Dù cho công việc nhiều, con cũng phải nghỉ ngơi sớm. Đã mang bầu, phải giữ tâm lý cho thoải mái nghe con. Dạ, con biết rồi mẹ. Ừ. Con có thấy thèm ăn uống gì không? Dạ không, con không có thèm gì hết. Chỉ có món nào không có mùi thì con ăn được, còn có mùi thì con cứ cảm thấy ớn. À, ốm nghén là vậy đó. Mai mốt con của con thông minh lắm đó. Có người nghén 3-4 tháng, có người nghén tới tháng thứ 6, tháng thứ 7. Nhưng mà con cũng ráng ăn uống để có sức nuôi em bé. Nếu không ăn được thì con nhớ uống sữa nghe không? Dạ, sữa thì con uống được. Ừ. Thằng Minh nó có hay mua đồ ăn cho con không? Dạ, cũng ít lắm mẹ, tại vì ảnh bận quá nhiều việc. Ừ. Hay vậy, con ăn được món gì nói với mẹ, để cho mẹ nấu rồi mẹ mang qua cho con nha. Dạ thôi mẹ, con không có dám phiền mẹ đâu, để con ăn ở ngoài là được rồi. Ừ. Sao con lại nói là phiền? Mẹ lo cho con cho cháu được lúc nào thì cứ để cho mẹ lo. Đồ ăn ở ngoài tiệm bây giờ cũng không biết được đâu, để mẹ mua thực phẩm sạch á, vậy nấu cho yên tâm nha. Vậy thì cực cho mẹ lắm. Có gì đâu mà cực. Mẹ à. Ừ? Mấy bữa nay mẹ có liên lạc hay là gọi điện thoại gì cho anh Minh không? Không. Sao vậy con? Hai đứa đang cãi nhau hả? Con không biết là dạo này anh bị cái gì mà ảnh rất là hay nóng giận và hành động mất kiểm soát nữa. Nó không chia sẻ tâm sự gì với con hết hả? Anh giấu con mà mẹ. Con hỏi thì anh cũng không có nói. Con cứ tự hỏi mình rằng không biết là ảnh có làm chuyện gì sai hay là làm tội lỗi gì kinh hoàng hay không. Mà dạo này tinh thần của ảnh rất là xuống dốc, đêm nào anh cũng mất ngủ. Sao nghiêm trọng quá vậy con? Nhưng mà nó đối với con có gì thay đổi không? Thì ảnh cũng thất thường lắm mẹ. Có lúc ảnh hành động làm cho con rất sợ. Con đang mang thai, vậy cũng không nên suy nghĩ nhiều. Thôi, để mẹ gặp thằng Minh mẹ nói chuyện với nó coi sao nha. Vô đi con. Mẹ ơi, con có công chuyện, con về trước nha. Ừ. Ủa, chị về luôn hả? Ngồi đi con. Lan nó có tâm sự gì với con chuyện vợ chồng của nó không? Dạ không. Dì cũng thấy đó, tính chị với con giống như nước với lửa vậy, nên không bao giờ chị kể với con nghe gì đâu. Mà con cũng vì chuyện này nên con mới qua đây hỏi dì nè. Nó cũng khó tính quá. Nếu nó không nói ra thì làm sao mà chia sẻ được. Con cũng thấy lo lắm. Chị thì đang mang thai, mà tinh thần chị thì căng thẳng, lo lắng chuyện gì đó, không chịu mở lòng nói ra cho người ta biết gì hết. Thì con cũng đâu có biết được gì đâu. Thôi, để dì lấy cho con ly nước nha. Dạ. Dì ơi, dì sao vậy? Dì ơi, thôi con dìu dì vô nghỉ. Dì ơi, con dìu dì vô nghỉ nha. Sức khỏe dì không tốt, dì đừng có suy nghĩ nhiều. Chuyện vợ chồng anh chị, họ cũng lớn rồi, chắc là anh chị tự biết cách giải quyết thôi. Không, để dì gọi cho thằng Minh, dì phải gặp nó dì nói chuyện mới được.
liệu hồn. Rồi đây tất cả mọi người sẽ biết về bộ mặt giả thú của mày. Mày là thằng ác thú, vì tiền tài danh vọng mà nhẫn tâm giết chết vợ mình. Mày sẽ bị trời tru đất diệt. Mày đã giết chết bao nhiêu mạng người rồi? Tối ngủ có ngon không? Mày sắp nổi tiếng rồi đó. Khi báo chí đưa tin về một tên sát nhân đội lớp bác sĩ đa tài, cứ từ từ chờ đi. Con quỷ cái, con quỷ cái. Đừng, đừng có bước tới. Đừng có bước tới đây. Mày bước tới, tao sẽ giết mày. Tao không để cho mày ám tao nữa. Tao giết mày. Là tôi mà bác sĩ. Minh à. Tôi đem hồ sơ cho anh ký thôi mà. Tại sao anh muốn giết tôi? Được rồi, đưa hồ sơ đây cho tôi. Khi nào xong tôi sẽ đem qua phòng cho cô. Với lại tôi thay mặt giám đốc, mong là cô sẽ thông cảm. Và cô nhớ tuyệt đối không được để lộ chuyện này với ai hết, biết chưa? Dạ, trưởng phòng. Minh à, con bị làm sao vậy Minh? Có chuyện gì thì hãy nói cho mẹ biết. Cứ để trong lòng đâm ra ức chế, rồi hành động mất kiểm soát như lúc nãy thì làm sao hả con? Mẹ im đi, mà biết cái gì mà nói. Mẹ biết mẹ không có quyền ép con, nhưng mà nhìn con càng ngày càng tùy tiện như vậy, mẹ không chịu nổi. Minh à, có khó khăn gì thì con cứ nói với mẹ đi, mẹ sẽ giúp con mà. Giúp tôi? Bà tài giỏi vậy sao? Nếu thật sự được như vậy thì ngày xưa bà đâu có bỏ cha con tôi mà đi, khiến cho gia đình tôi phải suy sụp. Tôi tự lớn lên mà không cần bà, cho nên bây giờ tôi cũng không cần bà. Anh Minh, anh đang nói cái gì vậy? Đây là mẹ của anh đó. Mấy người tưởng tôi mất trí rồi hả? Lan, tại sao? Tại sao em đưa bà ta tới đây? Em biết nơi đây là đâu không? Mà tại sao em muốn đưa người nào tới cũng được? Bà đi liền cho tôi. Khi nào tôi cho phép thì bà mới được tới đây. Bà nhớ, đừng có tưởng xin tôi ra là muốn làm gì cũng được. Bà không xứng đáng. À, sao lại có thể nói với mẹ của anh như vậy? Đây có phải là người mà em yêu thương hay không? Đây có phải là chồng của em hay không? Em đi đi. Lan, Lan à, con à. Từ giờ về sau đừng bao giờ xen vào chuyện của anh nữa, biết chưa? Anh nói cái gì vậy anh Minh? Kêu tôi đừng xen vào chuyện của anh là sao? Anh có còn coi tôi là vợ của anh hay không? Lan à con. Lan, Lan à, Lan, Lan ơi. Tuyệt, tất cả là cũng tại con quỷ Tiết. Tuyệt, mày đúng là cao xấu. Nếu biết trước thì tao sẽ không để cho mày sống. Mày yên tâm, tao sẽ tìm cơ hội, tao sẽ giết mày. Mày không thể thoát được tao đâu, tao sẽ giết mày. Minh à, buông ra con à. Mày đi về đi. Lan à, nghe nói nè. Em bỏ ra. Em hãy nghe nói đã. Lan, buông tôi ra. Em à, buông ra.
Anh xin lỗi, đừng có giận anh nữa. Anh tệ quá, anh đã làm cho vợ anh phải khóc rồi. Thôi mà, đừng có khóc nữa. Em mà khóc là mắt mũi tèm lem hết. Thực sự anh đang trải qua chuyện gì, anh có thể nói cho em biết được không? Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi, không có gì đâu, em đừng có bận tâm. Làm sao em có thể thờ ơ khi chồng mình càng ngày càng thay đổi như vậy? Nếu anh không chịu nói ra để mà vợ chồng cùng nhau giải quyết tất cả các vấn đề, thì làm sao em đảm bảo được sau này sẽ không như vậy một lần nào nữa? Là anh sai. Anh thề, anh xin thề là lần sau không để cho... Mà con nhỏ nó vẫn còn nhẫn nhở ngoài kia. Này bác sĩ, bác sĩ nói vậy sao được? Tôi đã làm đúng phận sự của tôi rồi. Còn có chuyện con nhỏ đó, nó thoát ra được thì cậu đi hỏi ông trời đi. Tôi là ông trời đấy nè, tôi muốn nó phải chết. Vậy thì ông trời tự đi mà làm đi ha. Còn đàn em của tôi đang bị săn dữ lắm, không có làm càng được đâu. Vô đây được chưa? Con gấp 100 lần cái khoản này cũng không đủ đổi cái mạng của tôi đâu. Còn giữ mà xài đi. Vậy bao nhiêu đây? Có đủ để cho anh truy ra chỗ ở của con nhỏ đó giúp giùm tôi không? Câu này cậu nói nghe được nè. Từ đây về nhà đợi tin đi. Ha. Mấy người tưởng tôi mất trí rồi hả? Tại sao đưa bà ta tới đây? Em biết nơi đây là đâu không? Mà tại sao muốn đưa người nào tới cũng được? Bà đi liền cho tôi. Khi nào tôi cho phép thì bà mới được tới đây. Bà nhớ, đừng có tưởng xin tôi ra là muốn làm gì cũng được. Bà không xứng đáng. Trời, cô Phương, cô bị sao vậy? Cô Phương ơi, cô ơi, cô sao vậy nè? Trời, sao cô mới lượt vậy? Cô Linh đâu? Cô Linh đâu rồi? Đây nè, đây. Cô Linh hả? Cô vừa ngất xỉu rồi cô Linh ơi. Bây giờ tôi rối quá, tôi mới phải làm sao nữa. Dạ, cảm ơn cô. Cô tới nhanh nhanh giùm nha. Dạ, bắt đầu anh. Mình bị trả mạng cho ta, bị trả mạng cho tao. Giám đốc có sao không vậy? Bác sĩ Minh, có sao không anh? Tôi không sao, tiếp tục đi. Có sao không giám đốc? Cầm áo chạy lên, chạy lên. Anh ra ngoài nghỉ ngơi thôi giám đốc, để tôi làm cho. Để tôi xử lý cho. Cầu trời phù hộ cho dì tai qua nạn khỏi. Bây giờ mạng sống của cô
tính bằng giờ bằng phút, trời Phật cũng không thể cứu được, chỉ ngoài cầu hào thôi. Ý anh là sao? Cách đây mấy ngày cô có nói với tôi là cô ráng chống chọi với bệnh ung thư này, chỉ để được nghe một tiếng mẹ từ cậu Hào. Bây giờ chắc cô kiệt sức rồi. Cô chuyện gì vậy Linh? Anh đi liền với em. Không được đâu, tối nay anh phải trực giùm bạn anh rồi, nó nói nó có việc. Anh có chuyện gì vậy? Anh đi với em liền đi, cái chuyện của người khác anh đừng quan tâm nữa được không? Sao hôm nay anh thấy thái độ của em kỳ vậy Linh? Mẹ anh sắp chết rồi, dì đang cấp cứu trong bệnh viện đó. Dì cô Bảy không liên quan gì tới anh. Anh Hào, tại sao anh có thể nói những lời nhẫn tâm như vậy chứ? Anh có nói 100, 1000 lời như vậy cũng không tàn nhẫn bằng bà ta đã bỏ con ruột của mình mà đi tìm cuộc sống giàu sang. Tại sao đến giờ phút này mà anh vẫn còn cố chấp như vậy chứ? Chẳng phải gì ấy cũng đã tìm về đây cầu xin hai anh em tha thứ rồi sao? Chẳng phải gì ấy đã cố gắng hết sức để bù đắp cho hai người rồi mà. Gần 20 năm nghèo khổ tủi nhục chỉ đáng có mấy tháng bù đắp thôi sao? Em thử đặt vào vị trí của anh đi. Vì ai mà anh phải vào tù thay cho thằng Minh? Vì ai mà thằng Minh phải ra nông nổi như ngày hôm nay? Vì ai mà anh em bây giờ trở mặt nhau? Vì ơi, đúng là tại vì ấy. Nhưng anh có thấy vì ấy đang trả giá cho việc làm của mình không? Lúc tìm lại được anh em anh cũng chính là lúc vì ấy phát hiện mình bị ung, anh hiểu không? Mẹ ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Em à, thăm mẹ như ở đây đủ rồi, có việc phải làm mình đi thôi. Sao được, để em ngồi chơi với mẹ một chút đi, mình mới vô thôi mà anh. Lúc nãy anh ta nói với mình là sẽ ở lại với mẹ thật lâu mà, sao bây giờ lại đòi đi? Hắn ta là một tên sát nhân máu lạnh, không biết rồi đây hắn ta sẽ hại biết bao nhiêu người nữa. Cô hãy cẩn trọng với hắn. Chắc anh ta sắp làm chuyện gì nữa đây. Không sao đâu con, mẹ khỏe rồi. Hai đứa có bận việc thì cứ về trước đi, khi nào rảnh thì qua thăm mẹ một chút cũng được. Nhưng mà mẹ ở đây một mình có được không? Hay là để con gọi y tá vô đây chăm sóc cho mẹ nha. Không sao đâu, có thằng Vũ rồi, con đừng có lo. Dạ. Bây giờ mà có thêm thằng Hào với con Linh vô thăm mẹ thì mẹ cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Đúng như lời Tuyết nói, anh ta quả đúng là anh trai của anh Minh. Dạ. Vậy con đi nha mẹ, có chuyện gì mẹ cứ gọi cho tụi con nha. Mẹ nghỉ ngơi đi. Đi đi con. Đi anh. Anh đi vô đây. Dì thấy trong người sao rồi? Dì có mệt không? Không. Hào, con tới rồi hả? Anh Hào, lúc nãy trên đường đến đây anh đã nói những gì với em? Sao cứ nín thinh vậy?
Con nghe Linh nói về tình trạng hiện giờ. Dù biết là khó, nhưng cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe, giữ cho tinh thần vui vẻ, ăn uống bồi bổ, để có thể sống với con cháu và phụ tụi con sau này. Nè, anh nói chuyện với ai mà sanh cứ nói trỏng vậy? Hay là anh muốn suốt đời không có cơ hội để gọi luôn hả? Nè, chắc là từ đó tới giờ chưa bao giờ có lần nào anh ngắm mẹ anh kỹ đúng không? Bây giờ còn cơ hội đó, qua đây ngắm mẹ. Qua đây. Mẹ là mẹ của con nè. Hào à, con hãy về với mẹ đi. Mẹ, mẹ sẽ không để cho con phải khổ sở thiếu thốn như vậy nữa. Hai anh em con cùng về với mẹ nha con. Tôi không có mẹ. Bãi đi đi. Con nói vậy mẹ đau lắm con biết không? Hào, mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho hai đứa con. Mẹ, xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Vô chú, chạy theo chiếc xe kia. Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên chú. Chú ơi, chú chạy nhanh lên giúp con đi. Ừ, chú biết rồi. Sao chạy hả? Chạy đi, cứ thoải mái mà mày chạy đi. Đúng rồi, cứ làm mạnh lên,
Yên tâm đi, ở đây không có ai mà đến cứu mày đâu. Mày nhìn đi, ở nơi này bỏ quan lâu lắm rồi và không có một ai lui tới đây. Bây giờ mày có la cũng không ai cứu mày đâu. Vô ích thôi. Mày nói sao? Báo chí sẽ đưa tin về một tên sát nhân đội lốt bác sĩ đa tài. Cứ từ từ chờ đi. Được, vậy thì anh sẽ từ từ chờ đọc bài báo về sự mất tích bí ẩn của một cô gái không tìm thấy xác. Anh ơi, tại sao chị em đang bầu bì mà lại một mình đến nơi hoang vắng đó để làm cái gì chứ? Em đừng có lo quá, chị em sẽ tỉnh lại thôi mà. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? À, dạ thưa giám đốc, xin lỗi giám đốc, cô ấy vẫn còn hôn mê, còn đứa con thì đã mất rồi. Anh cũng đang thắc mắc, không hiểu sao chuyện xảy ra như vậy nè. Không phải hai người đang đi chung sao? Em bận việc nên đi trước. Em còn kêu cô ấy về nhà trước, nhưng không hiểu sao. Tôi cho anh biết, tôi vẫn đang điều tra về cái chết của ba tôi. Nếu tôi biết cái chết của ba tôi và tai nạn của chị Lan lần này có liên quan tới anh, tôi sẽ không để anh yên thân đâu. Không hiểu sao cớ sự xảy ra như vậy nữa. Linh, mày chưa đủ khả năng đối đầu với tao đâu. Có thật mày không biết gì về tai nạn của Uyển Lan không? Anh trở thành người đa nghi từ bao giờ vậy? Nếu không tin em thì đừng có hỏi nữa. Nếu muốn người khác không biết thì tốt nhất mình đừng có làm. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mày hiểu chưa?
anh em chúng ta càng ngày càng cách xa. Tư tưởng, quan điểm, tất cả mọi thứ đều cách xa, không hợp nhau nữa. Minh, lưới trời tuy thưa mà khó thoát, mày hãy chờ đó. Hào hả? Con tới rồi hả con? Nghe bác sĩ nói mẹ đòi về. Bộ ở đây không tốt hay sao? Sao lại đòi về? Thôi, mẹ muốn về nhà. Nằm ở đây á, buồn quá à. Có chết á, cũng chết ở nhà cho khỏe hơn, hơn là ở chốn cô đơn lạnh lẽo này con à. Nếu mẹ muốn như vậy, thì để chút nữa con tìm xin bác sĩ cho mẹ xuất viện về nhà. Hay con dọn về nhà mẹ ở đi. Dù gì, ở nhà mình cũng tốt hơn ở nhà trọ mà. Dạ thôi, tạm thời con chưa muốn thay đổi chỗ ở đâu. Nếu con không thích thì mẹ không ép. Chết ở đâu cũng vậy, chẳng phải chết là hết hay sao? Về nhà không có ai, khiến nhiều người lo lắm. Con lo cho mẹ sao? Ý con nói là thằng Minh, con trai của mẹ, nó là giám đốc của bệnh viện. Nếu mẹ bỏ về nhà, chẳng phải là nó sẽ lo lắng lắm hay sao? Mấy ngày nay mẹ không thấy thằng Minh đâu hết. Con có gặp nó không? Không, nó ở bệnh viện này mà. Ừ, 3 ngày rồi nó không đến. Mẹ không biết nó đi đâu làm gì nữa. Mấy ngày rồi nó không đến thăm sao? Cái thằng đúng là vô lương tâm. Đây là bệnh viện của nó, nó ở đây hàng ngày, mà mẹ nó nằm ở đây nó cũng không đến thăm. Thiệt hết nói nổi mà. Thôi mà con, nó không thăm, nhưng mà có con rồi. Chắc em con nó bận việc gì đó nên không nói cho mẹ biết thôi. Cái thằng này, con mà gặp nó, con sẽ cho nó một trận mới được. Sống càng ngày càng vô cảm. À, còn Yến Lan, mẹ thấy sức khỏe nó không tốt khi đang mang thai. Không biết bữa nay nó khỏe hơn chút nào chưa? Hả? Con sao vậy? Có chuyện gì sao? À, con nói cho mẹ biết đi con. Mấy ngày nay rồi mẹ không thấy hai vợ chồng nó, lòng mẹ như lửa đốt vậy đó. Có chuyện gì phải không con? Uyển Lan bị tai nạn. Hả? Hiện tại đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Còn cái thai thì... Trời ơi, sao con không nói cho mẹ biết? Nó bị làm sao? Cái thai làm sao hả? Cái thai mất rồi. Còn Nguyễn Lan thì không biết như thế nào. Vậy nó đang ở đâu? Con... Mẹ à, con mau dẫn mẹ đi thăm nó đi con. Nhưng mà còn nhân cái gì nữa? Con của mẹ, cháu của mẹ bị như vậy, mẹ nằm ở đây được sao con? Đi, đưa mẹ đi đi. Mau đi con. Đi, đi, đi mà. Đi. Chị Lan, sao chị lại ra đông nỗi này? Chị phải tỉnh dậy đi, trả lời cho em biết. Tại sao chỉ có một mình chị ở đây vắng vẻ đó để làm cái gì vậy? Mà không lẽ vắng như vậy mà chị cũng bị tai nạn được hay sao? Em không tin, em không tin chị của em lại có thể mất lý trí đến mức độ như vậy. Chị à, chị tỉnh dậy đi, nói cho em biết đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ nhỏ đến giờ hai chị em mình suốt ngày cứ cãi nhau thôi. Cứ con nằm đây mà mẹ cứ nghĩ con giận mẹ, con không chịu đến thăm mẹ. Mẹ xin lỗi con Lan à. Dì ơi, dì đừng có xúc động quá, không tốt cho sức khỏe của dì. Chị hai con sẽ ổn, con tin là chị ấy sẽ ổn.
Còn thằng Minh nó ở đâu mà nó để vợ nó bị như vậy chứ? Con nhỏ đang bụng mang dạ chưa, nó lại để vợ nó một mình như vậy, nó đúng là hư hỏng quá mà. Con à, bây giờ nó đang rất cần tình thương của người thân, con cố gắng động viên nó nha con. Con biết rồi, chị yên tâm đi. Anh à, anh đưa về phòng nghỉ ngơi đi. Mình đi về thôi. Lan à, anh đi nha. Minh hả? Con đi đâu làm cái gì mà để vợ con xảy ra chuyện vậy hả? Con có việc mà mẹ. Việc gì thì việc, vợ con mới là quan trọng chứ. Mình phải đặt gia đình lên trên hết. Mẹ nói thì hay lắm, nhưng mà mẹ đã từng sống như vậy chưa mà mẹ nói con? Minh con... con trai cưng của mẹ tha thứ cho mẹ rồi đó. Tôi cứ tưởng là anh sẽ làm theo lời của anh nói chứ, là có chết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Sao rồi cũng không có thoát nổi sự cám dỗ của đồng tiền đúng không? Cái thằng này. Con à, con à, nếu mà không có mẹ ở đây, tao cho mày một trận rồi đó. Mày nhìn lên mày đi, mày không đủ tư cách để nói những lời đó với tao đâu. Rồi sao? Mày nên nghĩ lại những gì mày đã làm đi, liệu có đủ thời gian để cho mày hối hận hay không. Mày mà còn nghĩ ra điều gì nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu. Thôi mà, mẹ xin hai đứa con đừng có tranh cãi nhau nữa mà. Thôi mình đi mẹ, đừng có để ý tới nó nữa. Em định nằm mãi như vậy đó hả? Em không định tỉnh lại hay sao? Mà cũng tốt, nếu như em khôn ngoan thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa, nghe không? Việc này đừng có trách anh, trách đó là trách bản thân của em. Tò mò chí, tộc bạch chí, cho mang quả vào thân. Phần ai nấy sống có phải tốt hơn không? Phải chi em biết tôn trọng anh, im lặng và ủng hộ những gì anh làm, biết chưa? Cô Út tới tìm tôi có gì không? Tôi muốn hỏi anh vài câu. Cô Út hỏi đi. Tại sao ở một nơi vắng vẻ như vậy, chị gái tôi lại một mình chạy đi tới đó? Và thật trùng hợp, khi chị tôi bị tai nạn, anh cũng có mặt. Hôm đó chúng tôi có hẹn, rồi hai đứa cãi nhau. Sau đó cô ấy bỏ về trước. Do nóng giận quá nên có thể tự té hoặc tự gây ra tai nạn. Không lẽ cô Út nghi ngờ tôi tự hại vợ tôi sao? Hại hay không thì công an điều tra rồi cũng sẽ ra hết. Cô nói vậy là có ý gì? Cô nên nhớ kỹ, Lan là vợ của tôi, và cô ấy đang mang trong bụng đứa con của tôi.
Con nghĩ đi, tôi có thể hại mẹ con cô ấy như vậy sao? Nếu thực sự chị gái tôi biết được một bí mật nào đó của anh, thì với người như anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cô ăn nói phải có bằng chứng đàng hoàng, đừng có đổ tội cho người khác. Tôi biết xưa giờ Lan chưa bao giờ coi cô là người nhà. Coi cái cách cô binh chị của mình, tôi thấy thương cô quá. Anh biết gì không? Chúng tôi dù sao vẫn cùng một dòng máu. Người ta nói lá rụng thì về cội. Anh, vợ chồng thì cũng chỉ là người dưng thôi. Chỉ có ruột thịt mới thương yêu thật lòng. Anh hiểu không? Đừng tìm cách đối đầu với tôi, sẽ không có được kết cục tốt đâu. Đúng, những ai đối đầu với anh cũng đều có kết cục không tốt rồi. Cô nhanh mắt đó. Quá ra cô cũng thông minh đó chứ. Anh á, không cần phải đe dọa tôi. Tôi mà biết anh dính dáng đến chuyện này thì tôi sẽ không để anh yên đâu. Tao thách mày đó. Mày thử làm gì tao coi. Mày chỉ là một con luật sư quen thôi, làm được gì tao? Alo. Việt Linh hả? Dạ. Cà phê đi, tôi có việc này muốn đưa cho Linh nè. Ờ, ok, anh đang ở đâu? Em tới liền. Được rồi, để tôi nhắn tin địa chỉ cho. Rồi rồi rồi, ok. Chính mày đã hại chết ta. Đi, 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 đi hết đi, 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 đừng mà, ok, giám đốc, đừng mà, giám đốc, giám đốc hả, giám đốc, có sao không vậy, chuyện gì vậy? Giám đốc có sao không vậy? Không sao. Nè, sao vô không gõ cửa vậy? Ờ, tôi đi vô có gõ cửa mà. Vô đây có chuyện gì không? Dạ, chuyện mẹ của giám đốc à. Bảy muốn xuất viện. Bảy muốn xuất viện thì cứ ký giấy cho bảy xuất viện đi. À, sau này dạ, có chuyện gì á thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. Tôi đang nói bệnh nhân là mẹ của giám đốc đó. Anh có bị điếc không? Có cần tôi nhắc lại không? Hay là anh tưởng tôi bị điếc? Đi. Dạ. Mấy nay Linh có gặp Tuyết không? Dạ không. Anh thì sao? Tôi có linh cảm có chuyện gì đó xảy ra. Cách đây 3 ngày, Tuyết có đến gặp tôi và đưa tôi một vật. Sau đó cô ấy bỏ đi rất vội. Tuyết nói là có người đang theo dõi và có dặn tôi là sẽ đưa cái vật đó lại cho Linh nếu như không liên lạc được với Tuyết. 3 ngày sao? Trùng ngày với ngày chị Lan bị tai nạn, có liên quan gì với nhau không? Đây nè. Tôi là Tuyết. Tôi tố cáo bác sĩ Minh, giám đốc bệnh viện Á Châu, đã hại rất nhiều người. Vì tôi là người nắm hết tất cả bí mật của hắn ta, cho nên tôi trở thành mối đe dọa lớn nhất của hắn. Hắn ta đang tìm cách để giết tôi. Từ việc hắn giết Mai Anh để cưới Uyển Lan và leo lên cái ghế giám đốc. Sau đó, vì sợ mất chiếc ghế đó mà hắn ta đã giết cả bác sĩ Khiêm. Ngày tôi tố cáo tội ác của hắn với chú Khang cũng chính là ngày chú Khang mất, nên rất có khả năng hắn chính là thủ phạm giết chết chú Khang để bịt đầu mối. Vì vậy, nếu như tôi có chuyện gì thì người đầu tiên cần nghi ngờ đó chính là bác sĩ Minh, giám đốc bệnh viện Á Châu.
Như vậy mình đã nhúng tay vô việc này. Dạ Tuyết đã nhìn thấy mối hiểm nguy đến với mình, cho nên mới đưa cái thẻ nhớ này cho anh. Vậy là từ đầu câu chuyện cho tới giờ chỉ do một mình tay mình gây ra. Bây giờ quan trọng nhất là mình tìm ra được Tuyết, sau đó đợi chị Lan tỉnh lại để mình đối chứng cho rõ ràng hết đi. Vì Linh tính sao? Nếu mình có tội, hắn ta sẽ phải trả giá. Đây là bằng chứng rất quan trọng. Em sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Mẹ ngồi xuống đây đi. Mẹ, mẹ có muốn ăn gì không? Con đi nấu. Không con ạ. Về nhà là mẹ thấy khỏe lắm rồi. Mẹ cảm ơn con. Con về đi làm. Mẹ ngủ một giấc cho khỏe. Nếu cần thì có điện thoại cho con. Thôi con đi làm đi. Cảm ơn con. Có gì mẹ gọi cho con. Anh chăm sóc chu đáo cho Bảy giùm tôi. Dạ thưa cậu. Cô, chúc mừng cô nha. Cậu đã quan tâm tới cô rồi đó. Nhưng mà vẫn còn sưng tôi. Cô à, tình cảm trong lòng mới là quan trọng. Có tình cảm rồi thì bây giờ chuyện sưng hô là sớm hay muộn thôi. Cô phải kiên nhẫn hơn mới được. Cô còn một chút việc nữa chưa hoàn thành. Bây giờ chỉ mong việc đó xong, lỡ cô có nhắm mắt thì cũng an lòng rồi. Cô đừng nói chữ lỡ mà. Để con đưa cô vô nghỉ nha. Em xin anh hãy giúp em. Tại vì từ ngày ba em mất đến giờ, trong lòng em lúc nào cũng bồn chồn lo lắng hết. Em nghĩ cái chết của ba em không phải là do bệnh lý, mà là có người sát hại. Uống nước đi em. Anh rất muốn giúp em, vì em cũng giúp bọn anh rất nhiều trong vụ vừa rồi. Nhưng mà công an làm việc thì không thể nào dựa vào cảm giác được. Tất cả đều phải dựa vào bằng chứng em mà. Dạ em có. Đây là cây viết em nhặt được trong phòng của ba sau ngày ba em mất. Vậy em có nhận ra được cây viết này của ai không? Dạ đây là cây viết của anh rể em. Có nghĩa là em đang nghi ngờ anh rể của mình. Vậy là giữa hai người họ từng xảy ra mâu thuẫn hay sao? Dạ đúng. Vậy được rồi, anh sẽ cho điều tra ngay vụ này. Dạ em cảm ơn anh. Em được cách sáu, đây là trách nhiệm của ngành cảnh sát mà. Dạ vậy thôi em xin phép em về. Em nghe. Em có ở nhà không? Anh định đến đón em vô thăm Nguyễn Lan. Dạ em đang ở trong BC45 nè. Cũng đang tính ghé thăm chị. Có chuyện gì mà em vô đó vậy? Thôi mình gặp nhau đi, em sẽ nói cho anh nghe. Anh chờ em nha. Được rồi. Vậy là em tin đó không phải là do tai nạn, mà thực sự là do người khác hãm hại sao? Vậy em vẫn nghi ngờ Minh sao? Thực lòng em không hề muốn nghĩ thủ phạm chính là anh rể đâu. Bởi vì nếu đó là sự thật thì người đau lòng nhất chính là chị của em. Nhưng em là người làm trong ngành tư pháp, em không thể đi ngược lại với lương tâm của em. Anh hiểu mà. Anh à, nếu thực sự anh rể là người đã hại chết ba em, và em nhất quyết bắt anh ta phải đền tội. Nhưng người em lo lắng nhất lại chính là anh. Anh à, anh có trách em không?
Em biết anh đã hy sinh rất nhiều cho cuộc đời của Minh, và em có thể là người sẽ chấm dứt cuộc đời của anh ấy. Nếu thằng Minh thật sự đã trở thành một con người độc ác như vậy thì nó phải đền tội thôi. Còn một chuyện này nữa, em cũng muốn nói cho anh biết. Đó là anh Trung cho em xem một đoạn clip của Tuyết tự quay, và cô ấy đã bị mất tích ngay cái ngày mà chị Lan gặp nạn, và có mặt Minh ở đó. Ý em là sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng mà hiện tại mình vẫn là người có nhiều nghi vấn nhất. Em thấy việc gì cần làm thì cứ làm đi, nhưng thật sự anh vẫn mong những gì em nói đó không phải là sự thật. Nếu thằng Minh nó thật sự hại chết bao nhiêu mạng người thì nó không phải là con người nữa rồi. Hai người đợi chút à? Ừ. Dạ thưa giám đốc, có hai anh chị bên cảnh sát hình sự muốn gặp giám đốc. Mời họ vô đi. Dạ. Dạ mời hai anh chị vào. Cảm ơn. Chào anh. Chào anh chị. Chúng tôi đến đây để mời anh về hợp tác điều tra về cái chết của giáo sư Kha. Xin lỗi, có lẽ hai người có nhầm lẫn gì không? Ba vợ của tôi mất là do lên cơn đau tim, bên pháp y cũng đã xét nghiệm tử thi rồi. Vậy thì phía cảnh sát còn điều tra gì nữa? Do chúng tôi nhận được một số thông tin tố cáo cùng với bằng chứng đáng ngờ nên chúng tôi quyết định mở chuyên án điều tra. Chúng tôi đến đây chỉ mời anh về để hợp tác, không lẽ anh có vấn đề gì sao? Không, không phải đâu, chẳng qua tôi hơi tò mò thôi. Thôi được rồi, hai vị chờ tôi chút nha. Vậy chúng tôi chờ anh ở ngoài. Đi. Chị à, chị hãy tỉnh dậy đi. Bây giờ một mình em phải đối mặt với quá nhiều chuyện không ngờ. Em mệt mỏi lắm chị biết không? Phía cảnh sát vừa đưa anh rể đi lấy lời khai về cái chết của ba. Nếu biết được anh rể chính là người đã hại chết ba thì chị sẽ như thế nào hả chị? Em biết là chị yêu anh ấy, nhưng em chỉ xin chị một điều, đó là hãy để em đưa anh ta ra ánh sáng nếu anh ta là kẻ sát nhân. Khi xưa lúc nào em về nhà em cũng thấy ba ngồi đó, có chị nữa. Mặc dù chị em mình suốt ngày luôn cãi nhau nhưng mà vẫn là người một nhà, vẫn có hơi ấm của gia đình. Bây giờ mỗi khi trời tối em sợ phải về nhà lắm. Chị Lan à, chị có biết là bây giờ nhà mình trống vắng lắm không? Em nhớ ba lắm, chị mau tỉnh dậy đi.
Hôm giáo sư Khang mất, anh đang ở đâu và làm gì? Đó là về làm việc. Tôi không ở bệnh viện thì còn ở đâu? Nếu anh không tin á, hãy tới bệnh viện mời y tá mà đến nói chứng. Vậy trước khi ông ấy mất, anh có tới gặp ông ấy không? Không, tôi có cuộc họp sớm ở bệnh viện nên cũng không kịp ăn sáng với người nhà nữa. Vừa thức dậy là tôi đã đi làm liền. Vậy anh có nhận ra cây viết này không? Vì sao anh có nói vậy? Anh hãy trả lời cho tôi đi. Đúng, đó là của tôi. Nhưng mà tôi đã làm lạc mất nó từ trước rồi. Anh có thể giải thích cho tôi biết là hai chữ cái khắc trên cây viết này nghĩa là sao? Là chữ cái đầu tên tôi và vợ của tôi. Vậy cây viết này hẳn là rất quan trọng đối với anh. Đúng, đó là món quà mà vợ tôi đặc biệt làm riêng để tặng cho tôi. Nếu như vậy thì khi làm mất cây viết này, anh không có đi tìm nó sao? Tôi có đi tìm, nhưng mà dạo gần đây tôi bị áp lực công việc cho nên không còn lưu tâm điều gì nữa. Cây viết này được tìm thấy ở trong phòng của giáo sư Khang. Vậy là anh đã từng vào phòng của ông ấy và đã sử dụng cây viết này. Thưa đồng chí, tôi đã nói là bây giờ đầu óc tôi rất căng thẳng. Làm sao mà tôi có thể nhớ nổi tôi đã dùng cây viết này làm gì trong phòng ba vợ của tôi? Giả lại, không thể vì một cây viết của tôi rơi trong phòng của ông ấy mà nghi ngờ tôi có dính líu tới cái chết của ba vợ tôi. Đây chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Nếu như anh vô tội thì không việc gì phải lo lắng. Cảm ơn anh đã hợp tác. Thôi được rồi, không còn gì nữa thì tôi về à. Cảm ơn anh. Con phải làm sao đây? Con phải làm gì để cho thằng Minh nó không phải lún sâu vào con đường tội lỗi nữa đây hả ba? Anh gọi em tới đây có gì không? Mày hãy dừng tay lại đi Minh. Anh nói gì lại vậy anh hai? Mày hiểu tao muốn nói điều gì mà. Sự mất tích của Tuyết có phải là mày nhúng tay vào không? Anh hai à, sao chuyện gì anh cũng đổ lỗi cho em hết vậy? Anh mất lòng tin ở em tới như vậy sao? Từ những việc làm của mày đã khiến cho tao không còn lòng tin nữa. Nếu mày không dừng lại thì sau này mày đừng có trách tao không nể tình anh em.